Cung Tuấn chạm môi Trương Tuệ Văn lên ngay hot search mới đây. Hashtag tảy hôn của Cung Tuấn Trương Tuệ Văn bỗng chốc xuất hiện trên top hot search và ám chọn vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Cảnh chạm môi của hai diễn viên chính trong phim Xin Chào Hỏa Diêm Lam diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn trên tầng thượng. Cung Tuấn được biết đến nhiều hơn qua tác phẩm phim truyền hình cổ trang Sơn Hà Lệnh. Từ đó nam nghệ sĩ gặt hái về không ít lời khen ngợi về diễn xuất. Nhiều người cho rằng Xin Chào Hỏa Diêm Lam biết nắm bắt thời cơ ngay khi nam ngôi sao dần trở nên nổi bật hơn trong ánh nhìn của khán giả. Đến với Xin Chào Hỏa Diêm Lam, Cung Tuấn vào vai nhân viên cứu hỏa và hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh của một ôn khách hành ma mị trong phim cũ. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên hòa nhập vào nhân vật rất nhanh và một số cảm thấy anh đã bỏ ra công sức để tìm hiểu vai diễn trước khi bộ phim truyền hình dài tập trên khay máy. Từ đoạn trailer ngắn có thể thấy nam diễn viên không dùng đến lồng tiếng, tất cả đều là giọng thật của anh chàng. Nữ chính của bộ phim này sẽ do Miu Nữ Lang, Trương Tuệ Văn đảm nhận. Trong Xin Chào Hỏa Diêm Lam, cô và vai nữ y tá phối hợp với nhân viên phòng cháy chữa cháy để giúp đỡ những nạn nhân không may mắn. Được biết, vào năm 2013, nữ nghệ sĩ họ Trương lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Miu và đóng phim Trở Về, We Like của ông. Trong Trở Về, cô được thể hiện khả năng nhảy múa của mình. Mới đây, Cung Tuấn đã thầm lặng gia nhập vào đoàn làm phim Khu Vườn Ngủ Say do Hồ Nam sản xuất. Khu Vườn Ngủ Say là tác phẩm lấy đề tài tâm lý hồi hộp và tình yêu. Trong phim, Cung Tuấn sẽ vào vai nam chính Lâm Thâm, một nhà tư vấn tâm lý tài giỏi. Kiều Hân được mời đảm nhận vai nữ chính Tiêu Tiêu, một chuyên gia tình cảm. Trong quá trình làm việc chung, cả hai đã nảy sinh tình cảm và cùng nhau giải quyết những vấn đề tâm lý trong cuộc sống con người. Dù bên phía sản xuất chưa được thông báo chính thức, nhưng những tạo hình hay tình tiết trong phim của hai diễn viên chính đã bị rò rỉ ra ngoài. Hiện nay, Cung Tuấn là gương mặt đình đám sinh sau 1990 với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất được đánh giá tốt trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù ra mắt chưa lâu nhưng anh chàng đã có nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả như vai Nguyên Triệt trong Túy Linh Lung, Thạc sĩ Trường Pháp Y, Triệu Phiếm Chu trong Phương Trình Tình Yêu và vai diễn Chu Vô Mị trong phim Thiên Kim Hào Háo Sắc.